Sao sẽ không mua cái laptop to hơn mà nhìn cho dễ? Mua là phải mua cái màn hình to đùng, nặng lắm, ngại mang đi. Sếp chả hiểu gì về công nghệ cả, nhìn đi. To đấy, sao? Chị cầm đi thử em cứ lao. Mẹ thế. Xin chào các bạn, nếu các bạn là một doanh nhân thành đạt hay các bạn chỉ muốn mình nhìn giống một doanh nhân thành đạt thôi ấy, thì LG Gram 17 inch là một cái sản phẩm cực kỳ tốt cho các bạn, tại vì nó là một chiếc Ultrabook mà có cái màn hình to nhất nhưng mà lại trọng lượng cực kỳ nhẹ. Tuy kích cỡ màn hình lớn như vậy, tận 17 inch nhưng mà trọng lượng của LG Gram chỉ có là 1350g mà thôi, hay là quy đổi theo cái đơn vị thường thấy nó là 1,35 cân. Nếu mà xét đến dòng Gram mà có trọng lượng là hơn 1 cân như thế thì anh em thấy có phải là hơi sai. Nhưng mà xét trong cùng phân khúc với các Ultrabook khác hay là kể cả với các laptop gaming thì LG Gram vẫn là một sản phẩm cực kỳ nhẹ. Không biết các bạn thế nào nhưng mà nếu với mình mang một cái chiếc laptop gaming mà 2-3 cân đi làm thì không khác gì đi tập gym hàng ngày cả. Mặc dù LG Gram có cả phiên bản 14 và 15 inch nhưng mà so với cả các phiên bản đấy thì LG Gram 17 inch có một cái điểm lợi thế, đó chính như là tên gọi của nó, đó chính là cái màn hình 17 inch này. Với cái màn hình 17 inch tỷ lệ 16:10 trên LG Gram thì các bạn hoàn toàn là có thêm tỷ lệ màn hình để sử dụng so với cả 16:9. Tức là các bạn có thêm dòng trên Excel để các bạn gõ này, hay là các bạn có thêm khu vực để các bạn có thể vẽ vời trong Photoshop. Nói chung là rất tiện lợi khi mà các bạn làm việc. Ngoài ra chúng ta biết LG luôn là một cái hãng có hình ảnh rất là đẹp trên màn hình TV và trên laptop thì LG Gram 17 inch cũng không hề ngoại lệ. Khả năng hiển thị hình ảnh màu sắc ở trên LG Gram 17 inch các bạn có thể thấy là khá là chính xác, một hình ảnh chính xác nét bởi độ phân giải nó lên đến là 2560x1600, hay anh em gọi nôm na nó gọi là độ phân giải 2K. Và nếu các bạn có hay xem phim trên laptop ý, thì màn hình này của dòng Gram chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng. Hãng thì bảo là sẽ dùng thời gian dùng liên tục lên đến khoảng tầm là 19 tiếng cơ. Nhưng mà mình biết là sử dụng thực tế khi mà các bạn bị lướt web, các bạn làm việc hay là các thứ sẽ thời gian dùng nó sẽ bị nhỏ hơn một chút. Thế nhưng mà mình tin chắc là ở cái phiên bản này thì vẫn là kế thừa được cái thời lượng pin gọi là vô đối của Gram 2018. Và mình sẽ test cái thời lượng pin này ở một cái video tiếp theo. Tóm lại thì trên chiếc LG Gram 17 inch vẫn giữ cốt lõi của dòng LG Gram, đó chính là trọng lượng cực kỳ nhẹ và thứ hai đó chính là thời lượng pin rất trâu. Và riêng ở phiên bản 17 inch này thì các bạn có thêm một chiếc màn hình to với tỷ lệ 16:10 đủ để làm việc hay là thiết kế 2D rất tốt. Và nếu các bạn có nhu cầu mua một chiếc laptop to hay là nhẹ và pin trâu thì LG Gram chắc chắn sẽ là hợp lý nhất của đất rồi. Và vừa rồi là những đánh giá chung nhất về dòng LG Gram cũng như là cái phiên bản LG Gram 17 inch này. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở các video sau để có thể nói rõ hơn về trải nghiệm thực tế cũng như là những cái test thời lượng pin của cái chiếc laptop này. Và nếu các bạn có các câu hỏi nào về dòng LG Gram nói chung hay là các câu hỏi về cái dòng laptop nói riêng ý, thì có thể đặt ngay câu hỏi ở trong phần comment ở dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.